Thưa quý vị, đẩy mạnh thương hiệu chất lượng sản phẩm, tiến tới tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm, gọi tắt là chương trình OCOP, hiện đang là xu hướng của nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn Đà Nẵng. Tuy nhiên, trên thực tế, việc hình thành một sản phẩm OCOP và nhân rộng các mô hình này tại thị trường Đà Nẵng gặp ít nhiều khó khăn, cần có sự hỗ trợ quan tâm nhiều hơn từ các cấp chính quyền địa phương. Theo một số doanh nghiệp, cơ sở tham gia chương trình OCOP, để chương trình được nhân rộng, chính quyền địa phương nên có chính sách đồng bộ trong việc quản lý, chọn lọc đúng doanh nghiệp, thực sự chú trọng vào khâu sản xuất theo hướng bền vững, tránh những trường hợp sản xuất kinh doanh ngắn hạn thiếu định hướng. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần sớm có các khu cụm công nghiệp về chế biến nông sản, thực phẩm để nâng cao giá trị cạnh tranh, tổ chức sản xuất tập trung quy mô lớn đối với các loại nông sản đặc trưng, thế mạnh của địa phương. Nếu mà được mà quy tụ lại thì cũng là một cái, chị nghĩ đó là một cái điều tốt, tại vì dù sao là mình cũng có nhiều cái mà mình cần phải học hỏi thêm nữa. Ví dụ như trong quá trình sản xuất mình đang bị vướng chỗ nào thì mình tham gia được mà quy tụ lại được thì mình càng lại có nhiều cái khả năng học hỏi và trao dồi và trao đổi những cái kinh nghiệm người đi trước, hoặc là những cái gì đó mình đang bị vướng mà mình thắc mắc thì mình trao đổi nó dễ dàng hơn. Thì đó là cái để mà mình phát triển được cái sản xuất của mình một ngày một hoàn thiện hơn. Cạnh đó, vấn đề tiêu thụ cũng được rất nhiều các doanh nghiệp quan tâm, nhất là khi thị trường Đà Nẵng đang có nhiều biến động sau các đợt dịch COVID-19. Mặc dù theo đánh giá của giới chuyên môn, Đà Nẵng có một mạng lưới sản xuất và tiêu thụ chặt chẽ với nhiều kênh thương mại, hệ thống đại lý bán hàng, nhưng đầu ra cho các sản phẩm OCOP chưa thực sự bảo đảm và ổn định. Vì vậy, cần chú trọng nhiều hơn đến việc liên kết hợp tác kinh doanh để phát triển thị trường. Cái đầu ra sản phẩm là cái quyết định. Tại vì khi chúng ta có một sản phẩm tốt rồi thì chúng ta bán được hàng, chúng ta tiêu thụ được thì chúng ta mới có thể là duy trì được sản phẩm và phát triển được công ty của chúng ta. Thì cái việc tiêu thụ đối với bất cứ nhà bán nào cũng rất là quan trọng. Hiện tại thì do ảnh hưởng của dịch Covid, năm nay thì cái lượng tiêu thụ nó giảm, thực sự là giảm, nhưng mà chúng tôi trong những cái thời gian gần đây thì chúng tôi thấy có những cái hướng tích cực. Đó là cái sự quan tâm hơn của người tiêu dùng đối với những sản phẩm sạch và những cái sản phẩm Việt Nam. Thì chúng tôi cũng mong muốn tạo ra những sản phẩm sạch như vậy để cung cấp cho khách hàng. Để giải quyết vấn đề này, thời gian tới thành phố cần có thêm những hoạt động kết nối giao thương với các thị trường lớn tiềm năng, đồng thời huy động các nguồn vốn, nhất là nguồn vốn xã hội hóa để tiếp tục đầu tư, nhân rộng các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, đưa các sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP đủ điều kiện vào các kênh phân phối hiện đại như siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi, bán hàng trên các sàn giao dịch điện tử, tạo mạng lưới vững chắc, nâng tầm thương hiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương.